Hello anh em, konnichiwa anh em. Đã lâu không gặp rồi, kể từ 2 tuần mà mình làm từ tập trước. Và hôm nay thì chúng ta có một cái tập mới, một cái biểu kiện rất là nặng, món hàng rất là nặng. Mình sẽ phù hợp ra cho anh em. Cái này mình rất là mình mất công mình lấy, và cái này gọi là mất bao nhiêu lâu chờ sôi cả bụng như này để chờ món hàng về. Và món hàng cũng khá là nặng anh em, 4 cân, khoảng gần 4 cân. Rồi xem là bên trong cái thứ nặng trĩu như nồi đồng cối đá này nó là cái gì nhá. Và một món quà được gửi từ Tây Ninh, và thanks anh Phong Vũ đã tài trợ cho em chương trình này. Ok, sponsor thấy đủ rồi. Món quà ngày hôm nay là một món quà rất là ý nghĩa. Rồi ý nghĩa tại vì là cái nói thật với anh em, nó còn cái có 360 có một chút trục trặc vấn đề, nên là mình đã trade cái con Xbox 360 của mình để lấy một con này. Con này cũng khá là giá trị, ngang ngang y hệt như Xbox 360, nhưng chỉ khác là đời trước thôi. Mình gợi ý đến đây là chắc là anh em cũng hiểu rồi. Con Xbox 360 thì đương nhiên mình không bỏ cái em console đâu. Và ít nhất là trong vài tháng nữa Xbox 360 sẽ quay trở lại đại gia đình nhà mình. Lúc ấy thì anh em đều xem nhá, check it out. Ok, như ở các tập trước mà mình hay thường làm, đó là thực hiện nghi thức mổ xẻ món hàng. Và đây là một món hàng mà mình nhận phải gọi là rất là nặng. Thường thì mình sẽ dùng dao bé, nhưng hôm nay mình sẽ dùng cái con này, con cực đại này để chặt cái món hàng ra. Thứ hai là trước đấy mình cũng đã đặt pre-order từ ông anh Phong Vũ một cái tay cầm. Và anh em nhìn đây sẽ đủ biết là tay cầm này là của hệ nào rồi. Tay cầm này mình đã lấy cách đây một tuần trước, và một tuần sau thì chính xác cũng chính vậy. Thực ra cái này là mình trade cái tay cầm thôi, vì cái tay cầm trước cầm nó bị lỗi và có trục trặc. Thôi mình sẽ khui hộp ra. Ok anh em, sẵn sàng chưa? Hy vọng là mình để vị trí máy nó không, cái điện thoại nó không bị rớt. Sẽ bắt đầu cắt những cái lớp mà ngoài ra, cắt là lớp những cái lớp ngoài ở đây. Được rồi, một chút nữa. Hơi khó khăn trong việc cắt. Được rồi. Ok, cắt như cắt thịt cừu này. What the fuck? Đấy, mình đang cắt. Lúc nữa là anh em sẽ xem là món hàng hôm nay ta về nó sẽ món hàng gì. Đây là món hàng đầu tiên của mình sau gần một tháng ở ẩn, không lên sóng. Hôm nay mình chỉ được lên sóng cho anh em. Hôm nay có cái gì rất đặc biệt, khá đặc biệt. Tuần rồi, vì một tháng rồi mình cũng chưa có vậy anh em. Hôm nay chúng ta đã có một món cực ngầu, cực to, rồi gọi là cục gạch, hơn là cục gạch. Bình thường điện thoại cục gạch như là một con Nokia N-Gate, mà để mà ví dụ như mình mua về mà để chơi game Java ấy, ném chó đủ chết rồi. Nhưng mà ném cái con này người cũng chỉ có cách, cái này mà ném vào đầu người đúng là chỉ có cách chở xe vào con điện thật. Nên là cắt nó ra. Ok, cắt được cái lớp ngoài rồi. Mình đã cắt cái lớp ngoài. Không tin được mình đi đi cầm dao để bếp bị giặt. Giặt hả? Ok. Wow. Anh em, check it out for the video. Và xin giới thiệu với anh em món hàng chúng ta ngày hôm nay. Chờ chút. Ok, và để tiếp tục khui hàng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục mở cái phần niêm phong này ra. Ở đây được, nói chung là ông anh của mình đã bọc rất là kỹ lưỡng trước khi ship đến đây cho mình rồi, cho nên là cũng không có gì thì đáng lo ngại cho lắm. Nếu mà mình mà có được thêm
em này và thêm em Dreamcast nữa thì mình sẽ full bộ sưu tập top console gen gen 6. Anh em có thể tạm hiểu được vậy. Về nhìn chung là nếu mà mình sở hữu được em này và thêm một em Dreamcast mà mình đã bán đi mất rồi thì chắc chắn là mình sẽ đủ full bộ sưu tập của console gen gen 6 luôn. Để nó luôn. Ok. Và xin trân trọng giới thiệu đến anh em. Được rồi. Ok. Ok. Xin trân trọng giới thiệu đến anh em con hàng của chúng ta sẽ giới thiệu ngày hôm nay. Ok, xin giới thiệu với anh em con Xbox Classic của ngày hôm nay. Và chúng ta có một em Xbox Classic to, nồi đồng cối đá. Để nói thật là nếu mà so với PS2 và GameCube ấy, thì con này là con to nhất, cấu hình mạnh nhất thế hệ của console Gen 6. Và đây là mình xin giới thiệu, đây là Xbox Classic, tức là con Xbox đời trước đời Xbox 360. Thường thì nếu như anh em ở Việt Nam mà biết đến Xbox thì đa phần chỉ biết đến Xbox 360 thôi, tại vì cái độ nổi vượt trội của nó đánh bại PS3. Nhưng mà nếu mà so với Xbox Classic ấy, thì cái hồi mà nó mới ra, mình sẽ giới thiệu qua luôn. Đó là vào năm 2001, Xbox Classic được ra đời vào tháng 11 năm 2001. Bất chấp việc mà thời điểm đó ở nước Mỹ đang có vụ ngày 1 tháng 9, nó ảnh hưởng rất là lớn đến nước Mỹ, nhưng mà Microsoft vẫn cho ra mắt chiếc Xbox này. Và cái con này được thai nghén vào tầm khoảng những năm cuối năm 90, khi mà có một nhóm họ phát triển cái phần mềm DirectX. Anh em đã biết DirectX cho hệ Windows, Windows 98, 99, XP thời điểm đó. Và họ đã vào lúc này mà Microsoft họ có một cái tham vọng rất lớn, là họ muốn gia nhập vào thị trường máy chơi game, game console. Và khi đó thì lúc đấy khoảng cuối năm 90 ấy, thì họ bắt đầu thay nghe nó. Và họ biết rằng là mình tân binh, chưa có nhiều kinh nghiệm, và thậm chí kinh nghiệm gần như là con số 0. Và họ muốn gia nhập cái thị trường đấy, và thời điểm đấy đang được thống trị bởi Nintendo với cỗ máy Neo 64. Sega thì lúc này họ đang phát triển Sega Dreamcast, và PlayStation thì đang lúc này đang chuẩn bị thay nghén và đang chuẩn bị ra mắt con PS2 thời điểm đó. Và cái thời điểm mà con Xbox này ra mắt thì cũng rất là trùng hợp, đó là cái năm mà nó ra mắt ấy, đó là khoảng năm 2001. Thì trước đó cùng năm, vào tháng 3 năm 2001, thì Sega chính thức họ tuyên bố rút ra khỏi cuộc chiến game console. Nghĩa là họ đã không còn cạnh tranh, không còn đủ năng lực, không còn đủ về điều kiện kinh tế và tài chính để có thể tiếp tục tham gia vào cái mảng làm máy chơi game tại gia, gọi là home console. Và khi mà Sega rút đi thì Xbox lại có một cơ hội rất là lớn khi mà được chen chân vào đấy. Và đặc biệt hơn là Xbox thời điểm đó lại được hậu thuẫn rất lớn bởi Sega đúng một năm sau, khoảng năm 2002. Rất nhiều tựa game của Sega họ đã được đầu tư rất là lớn và thậm chí còn độc quyền cho Xbox, và đến nỗi mà PS2 hay là Nintendo không hề có những tựa game này. Ví dụ điển hình như là Crazy Taxi 3, Panzer Dragoon Ota, hay là những tựa game như là House of the Dead phần 3 chẳng hạn, thì đó là những tựa game mà được độc quyền cho Xbox ngay từ những ngày đầu ra mắt, khoảng một năm sau, tức là những năm 2002, 2003. Và đặc biệt hơn là Xbox ấy, khi mà mới ra mắt ấy thì rất là ấn tượng, nó rất là ấn tượng, nhưng mà thực sự thì lại rất là fail ở thị trường Nhật Bản. Tại vì lúc này người Nhật người ta có một cái tư tưởng cũng khá là giống người Việt Nam. Nếu như người Việt Nam mình có câu là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì người Nhật cũng như vậy. Người Nhật ưu tiên dùng hàng Nhật. Họ không muốn và họ không thích chấp nhận là một cái sản phẩm ngoại lai đến từ Mỹ như này. Nhưng mà đổi lại như vậy thì họ được rất là nhiều công ty Nhật hậu thuẫn cho, ví dụ như là công ty Tecmo với sản phẩm là Ninja Gaiden, cái dòng game Ninja Gaiden rất là huyền thoại trên Xbox, hay là những cái hãng khác như là Koei, thậm chí cả Koei nhá anh em nhá, không phải là Koei ngày xưa làm chỉ làm game PS2 đâu, họ có một tựa game độc quyền trên Xbox, đó Crimson Sea, phát hành vào năm 2003. Và những các hãng khác ví dụ như là Sega này, Genki này, những cái hãng đấy họ cũng được hậu thuẫn rất là lớn. Và đặc biệt hơn là Xbox được hậu thuẫn cực kỳ mạnh, được búp rất mạnh từ một hãng mà anh em trước giờ anh em không nghĩ là họ sẽ làm cho Xbox, đó là Valve với tựa game Counter Strike. Có thể anh em không tin nhưng thực ra Counter Strike đã từng phát hành trên hệ máy này vào năm 2003.
nó cái phiên bản của nó là sự kết hợp của phiên bản 1.6 và phiên bản Condition Zero, cho nên là có cái chế độ mà mua súng ấy thì anh em cảm thấy, nếu mà anh em mà có search ở trên YouTube thì anh em sẽ thấy là nó khá là giống với CS:GO sau này. Và đồ họa thì đẹp hơn hẳn trên PC. PC thì không thể đọ được rồi. Và PS2 thì cũng không thể nào đọ được với cỗ máy màu xanh mạnh mẽ và to xác như con này. Và con này thực sự là con này nó không có phiên bản slim đâu anh em ạ. Con này nó thực ra nếu mà xét về kích cỡ thì con này sẽ to hơn con PS2 Fat một tí. To hơn PS2 Fat Fat một tí, nó cũng chạy ổ cứng, ổ ATA, nhưng mà không hỗ trợ SATA như PS2. PS2 thì sau này có một cái loại adapter để có thể cắm được SATA nên nó đốt được SATA nhiều hơn, điểm hơn bởi nó là thế. Xbox thì anh em vẫn có thể mod được sang cái loại ổ ATA mà tầm 250GB và thậm chí cả 500GB cũng có. ATA, cái chân ATA IDE ấy, cũng có, nhưng cái loại ấy rất là hiếm, rất là rare. Cho nên là thường là phải chỉ ấn bên nước ngoài họ mới có thôi. Đó là cái loại của Seagate. Cái loại đó thời xưa họ hay dùng để gọi là để thu cái thiết bị truyền hình ấy. Thì thường ngày xưa họ dùng ATA IDE, họ hay dùng cái loại ổ 500. Ok, trở lại với về con Xbox này. Tại sao mình lại thấy nó đẹp và nó hay? Vì thứ nhất là thiết kế đúng như chữ X. Đúng chữ X và cái chữ Xbox ở dưới. Nó đúng như theo cái tên Xbox, độc tắt của từ DirectX, và box ở đây là một cái hộp và bên trong nó đúng là một cấu hình rất mạnh mẽ. Tại sao cấu hình rất mạnh mẽ thì mình sẽ tiết lộ cho anh em về cấu hình của em này. Cấu hình của em Xbox Classic thì là như sau. Nếu mà xét về RAM ấy thì thời xưa thì chúng ta sẽ xét đến Dreamcast, PS2, GameCube và Xbox nhé. Thì RAM của con Xbox này là RAM mạnh nhất. RAM của nó thời điểm đó là 64 MB, so với PS2 là 32 MB. RAM con này phải gọi là mạnh bá cháy luôn. RAM rất khỏe, xung nhịp rất khỏe luôn. Thứ hai là con này có một cái cấu tạo CPU gần giống như PC. Nếu như mình nói ra cấu hình đây thì anh em sẽ ngỡ rằng đây là đây là một cái cấu hình của PC thời đầu từ niên 2000 rồi. Cái CPU của con này nó khác với CPU của PS2. CPU của PS2 là CPU của Toshiba, xung nhịp là 299. Nhưng mà xung nhịp của con này mạnh hơn. Mình nhớ không nhầm, khoảng hơn 300 gì đó. Hơn 300. Và xung nhịp của con này tầm xung nhịp của con này, anh em biết CPU con này là CPU gì không? CPU của nó chính là CPU của Pentium 3, Intel Pentium 3, nhưng đã được mod, nghĩa là công ty họ đã được chỉnh sửa cái transistor ấy, nghĩa là để cho nó đọc nhanh hơn, để cho cái tốc độ nhanh hơn, như kiểu dạng bản nâng cấp của Pentium 3 vậy. CPU con này chính là Pentium 3. Và đặc biệt hơn nữa là cái chip GPU của con này ấy, thì nó khác với PS2 là GPU của PS2 sử dụng chip Synthesizer, nghĩa là chip của riêng PS2, và cái CPU của PS2 thì nó lại là chip Emotion Engine của Toshiba đó. Thì cho nên là nó cũng, nếu mà xét về cấu hình thì cũng thấp hơn Xbox, và con này mạnh gấp đôi. Và đặc biệt là GPU con này thì lại là của Nvidia anh em ạ. Nvidia nhá, tôi xin nhấn mạnh là Nvidia nhá. Nvidia. Con này có một cái cấu trúc GPU gọi là cái chip của nó gọi là NV2A, nó dựa trên con thế hệ của Nvidia GeForce 3. GeForce 3 là một trong những mẫu card mà ra mắt vào năm 2001. Nhưng mà nếu mà so sánh với cái GPU của con này thì nếu mà con này đã được chỉnh sửa rồi. Cho nên là cái VRAM của nó mạnh ngang ngửa con GeForce 4, gần mạnh được với thế hệ của GeForce 4 phát hành một năm sau đó vào năm 2002. Đó là cấu hình chung chung của con này. Và ổ cứng, đúng ra ổ cứng mặc định con này thì nó không chạy để nhớ nha anh em. Con này không chạy để nhớ nha. Có, thứ hai nó cũng có thể nhớ, nhưng mà thể nhớ nó chỉ dùng để lưu dữ liệu khi anh em mua máy mới hoặc sử dụng máy mới. Lưu dữ liệu xếp thôi. Nó không có chức năng là lưu trực tiếp. Lưu trực tiếp là nó có một cái ổ ATA bên trong rồi. Bộ nhớ mặc định của nó là 8GB. Nhưng mà ông anh Phong Vũ của mình đã tài trợ cho mình, đã nâng cấp lên là thành ổ 160GB để mình để chép game và chơi trong đó rồi. Con này là một trong những con rất dễ soft mod được, hiền như PS2. Và thậm chí để soft mod thậm chí chơi được đĩa chép luôn mà không cần gì cả. Và con này thì có một cái điểm hay nữa, đó là có đến 4 cái tay cầm. Khác với PS2 thì chúng ta chỉ có 2 tay. Nếu mà so với PS2 thì chúng ta phải cần một cái multitap. Nếu mà anh em không biết được cái multitap đó. Cái multitap đó là cái để chúng ta để chơi được 4 người. Nhưng mà cái con Xbox này, cái em Xbox này thì có hẳn 4 cổng cắm tay cầm luôn, mà không cần phải một cái multitap hay một cái thiết bị nào ngoài nào luôn. Và cũng không cần thể nhớ. PS2 thì kể cả Fat hay Slim cũng cần phải thể nhớ, nhưng con này không cần thể nhớ. Rất là trâu. Thứ ba là cái quạt của con này ấy, phải nói là quạt nó
quạt như quạt PC luôn. Thề với anh em một điều, quạt như quạt PC luôn. Đúng là nó chạy một cái cấu hình cực khủng như là của PC như thế, cho nên là mình nghĩ là đúng là con này phải chơi hàng khủng, là badass. Cho nên là phải gọi là mình cũng khá là khâm phục Microsoft. Và một cái điểm hay nữa là con Xbox này cũng có hỗ trợ hệ thống chơi online đầu, cũng có hệ thống chơi online cũng là tên là Xbox Live. Nó đi trước thời đại PS2, đó là cái hệ thống của nó ấy, là anh em phải đăng ký tài khoản để có thể chơi. Nghĩa là đăng ký tài khoản, ví dụ như là tên các thứ. Trong đó PS2 thì gần như là không có một cái hệ thống nào hoàn chỉnh cho đến khi PS3 ra mắt. Nó gọi là PlayStation Network, nó kiểu dạng giống như PlayStation Network bây giờ ấy. Thì con Xbox này nó đi trước thời đại, nó như thế. Thì đây là mặt trước của nó. Và mặt sau thì anh các em có thể thấy đây là đây là một nút nguồn này, đây là nút ra đĩa này. Hồi đầu mình mới nhìn con này thì mình cứ tưởng cái này là cái nút ra đĩa cơ, thực ra không phải. Đằng sau thì anh em thể để ý đây là một cái quạt. Đây là một cái quạt. Quạt nó rất là to, to hơn quạt PS2 rất nhiều. Quạt PS2 nó rất là hẹp, nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Và đây là cục nguồn, anh em thấy là cục nguồn nó rất là to, to tổ bốn mày luôn. Đây là cổng audio video. Con này thì có một điểm hay nữa là cái cổng AV hay là component hay là cổng quang đều chung hết cho một cái định dạng, một cái cổng to tướng này như này để cắm vào, để anh em để kết nối vào đây. Nó rất đơn giản, nó không nằm như PS2. Nếu như PS2 thì chúng ta sẽ có một cái cổng quang ở đây nữa, nhưng mà đây là cổng quang, nó cũng có cái đầu cắm như này luôn. Và cuối cùng đây là cổng mạng. Con này thì khi mà chép game thì khá là dễ anh em ạ. Nếu mà ví dụ như là chúng ta có một con này và chúng ta có một cái ổ 320 hoặc ổ 160GB nữa thì chúng ta có thể chép được vài game độc quyền trong này bằng được qua dây mạng thôi. Họ chép thường thì chép qua Envox. Thậm chí con này phải gọi là giả lập rất tốt luôn. Không giả lập được PS2 đâu, nhưng mà có thể giả lập được Snet, PNet các thứ. Nói chung là những cái con mà Xbox soft mod như này, nếu như anh em mà chịu khó đầu tư một con như này và có một cái ổ cứng nó to ở tầm khoảng 500GB gì đó, ổ ATA nhá, ATA IDE nhá anh em nhá, SATA nó không nằm đâu, thì anh em có thể thoải mái, ít nhất là cũng chép được vài chục game Xbox, vài cái game giả lập thoải mái. Và thậm chí cái tay cầm, quên mất mình chưa giới thiệu cho anh em luôn về cái tay cầm của con Xbox. Hình như mình nhớ là có một lần mình giới thiệu một lần rồi. Đây là tay cầm con Xbox. Cái cấu tạo của nó rất là khác so với PS2. Anh em để thấy là nó cũng không có gì Xbox 360 lắm đâu, nhưng mà có một điểm khác biệt, đó là nó có hai cái phím đen và phím trắng. Phím đen, phím trắng này thực ra sau này chính mà Microsoft đến đời Xbox 360 được cải tiến lại thành phím RB và LB. Hồi đầu con Xbox Classic không có RB và LB, anh em nhìn nhá, không có RB và LB. Đây là tay cầm của nó, không có RB nhá. Nghĩa là không có hai phím cò trên, không có, chỉ có hai phím cò dưới thôi, đó là L và R. Và hai cái ổ cắm thì nhớ. Nếu mà anh em nhìn cái tay cầm này ấy, thì sẽ có một tay cầm sẽ rất là thân quen. Anh em chờ một chút nhé. Và đây, cái tay cầm thân quen đó là cái tay này. Anh em thấy có giống không? Nếu mà chúng ta xét về cái cấu tạo ấy, thì cái tay cầm Dreamcast ấy khá điểm giống Xbox. Rất nhiều lần mình đã từng nói với anh em rồi, đó là nó có hai cái phần cắm thể nhớ. Và ở Dreamcast thì cũng như vậy, hai phần để cắm VMU. Nhưng chỉ khác là Dreamcast ấy thì cái VMU của nó có màn hình, còn cái thẻ nhớ của Xbox ấy thì nó chỉ như là một cái USB đây anh em ạ. Nó chỉ giống như một cái USB đấy, anh em thử tưởng tượng thấy một cái USB để cắm vào đây thôi. Còn của Dreamcast là một cái VMU, nó có màn hình cắm hoàn toàn khác vào đây. Và thậm chí là Dreamcast có thể cắm được đến hai cái VMU, hoặc cắm một cái VMU vào một cái thẻ nhớ cho Dreamcast. Nghe cái loại mà không có màn hình anh em ạ. Thì nếu mà xét cho cùng thì hai tay cầm này thì Microsoft phải nói là học hỏi từ Sega rất là nhiều. Anh em thể thấy là có một điểm chung hơi giống với tay Sega, hao giống với tay Dreamcast của Sega. Và đấy là cũng là một phần lý do tại sao mà Sega họ muốn hậu thuẫn cho Xbox rất là nhiều. Một phần là Sega muốn trả đũa PlayStation, một phần nhá, họ có thái độ thù địch PlayStation. Họ cũng từng có một cái tư tưởng, họ nghĩ rằng là chính PlayStation và Nintendo là người mà đã khiến cho Sega gục ngã. Thứ hai là họ thấy rằng là cái cấu hình của con Xbox này, cái cấu hình của con Xbox này có sự tương đồng với con Sega Chihiro, là cái cỗ máy arcade của Sega, cho nên là họ được hậu thuẫn rất nhiều từ Sega. Và thậm chí còn một tựa game như là Shenmue 2 cũng được độc quyền trên hệ máy này, mặc dù cũng phát hành trên Dreamcast sau đấy, nhưng mà mình đánh giá cao bản Dreamcast hơn. Tiếp đến là về cái tính năng chơi online, thì tính năng chơi online con này phải gọi là cực kỳ ngon.
và có một hệ thống chơi Xbox Live, hệ thống chơi Xbox Live rất đa dạng, và thậm chí ngày xưa nhá anh em nhá, hệ thống Xbox Live của con Xbox Classic này cũng có thể cho phép anh em chơi game digital rồi, nhưng digital như là chỉ một số game nhẹ nhàng thôi, một số game casual thôi, chứ không phải là kiểu digital như bây giờ là thậm chí anh em phải bỏ ra 60 đô mua trên một con PS4 để có thể tải game. Thời đó thì cái giới hạn dung lượng cho nên là cũng không thể nào mà chơi được như vậy. Và thứ hai là xu thế thời đó họ không có tính năng chơi digital. Bản thân mình cũng là người cũng không thích chơi game digital đâu. Trừ khi một số game online, ví dụ thời nay ví dụ Smite chẳng hạn, thì mình có thể tải về từ Xbox One mình để chơi digital được. Và thời đó thì họ chơi đĩa. Đa phần là chơi đĩa. Thường thì những cái tựa game mà những cái với cái đồ họa như này này thì rất là nhiều hãng họ đã độc quyền cho con Xbox, ví dụ như là Epic Game, cái tựa game mà Unreal Championship, họ chạy trên nền engine 2.5, Unreal Engine 2.5. Thường thì PS2 nếu mà xét về cái con PS2 với cái cấu hình nó yếu hơn con Xbox như này thì khả năng xử lý những cái đồ họa ví dụ như có Unreal Engine hay là ID Software sau tựa game Doom thì rất là kém. Gần như nó không thể nào mà nó có thể làm được hết những cái điều đó. Xbox thì nó có cái tính năng đấy hay hơn vì cái cấu hình mạnh hơn nên là nó có thể xử lý những đồ họa đấy tốt hơn. Và đặc biệt nhá anh em, đặc biệt nhá, mình tiết lộ luôn, anh em đừng có sốc này. Xbox có được cho mình một tựa game mà đến từ Van. Nếu như anh em mà có thể chơi thử một ngày đấy, anh em sẽ biết đó là tựa game Half-Life 2. Anh em có nghĩ đâu chơi trên PC đúng không? Nhưng thời xưa mình nói thẳng một câu, PC như shit. PC ngày xưa như shit, không thể so được con này đâu. Nó chơi nó phải nói thật là mặc dù là cái mà mặc dù con game đấy gọi là sắt phần cứng nhất trên Xbox đấy, con game đấy với Doom với cả một số tựa game khác từ Van của ID Software là sắt phần cứng nhất đấy, nhưng mà con này vẫn xử lý độ tốt hơn, và kể cả Far Cry nhé, con game này có Far Cry anh em, Far Cry 1 đó. Và đó là cái tổng quan về con game này, về em Xbox này. Và mình sẽ làm một cái video giới thiệu và một cách để có thể là sử dụng cũng như chép game cũng như là cách khởi động game ở cái tập lần sau. Anh em nhớ chú ý nhá. Và hôm nay thì nói chung là mình cũng khá là bận, nhưng mà mình cũng cố gắng làm video cho anh em thôi. Thì đây là cái tổng quan về con Xbox của chúng ta. Và mình sẽ giới thiệu nốt hai chữ còn lại mà mình lấy ra từ cái hộp. Đây chỉ là phần thân máy đây anh em ạ. Còn tiếp theo nữa mà mình muốn giới thiệu nốt đó là cái phần phụ kiện. Thì con này có một cái phụ kiện khá là phong phú. Con này có một cái dây AV anh em ạ. Con này chạy chuẩn AV hoặc component. Nhưng mà con này thì mình đã có dây component rồi, mình đã test rồi thì chạy không ngon cho lắm. Đây là cái phần phụ kiện. Đây dây AV này. Anh em thấy là cái dây AV con này khá là to, đầu cắm khá là to. Và 3 dây vẫn chuẩn giống như của PS2, 3 dây. Và đây là cắm nguồn, nguồn chân số 8 giống của PS2 Slim. Đây là chân nguồn nha anh em nhé, đây là chân nguồn. Thường thì những con như này thì nếu mà anh em mà mua bên mình thì thường thì sẽ được mod sang điện 220 hết cả rồi, cho nên anh em không phải lo. Thường những con này nó chỉ là hàng xuất đi Mỹ và Canada, cho nên là những cái hàng như vậy thì nó chỉ tầm khoảng chỉ được điện 110 thôi. Nếu mà anh em mua nguyên gốc một con như này là điện 110 đấy, nhưng mà nếu mà được mod sang rồi thì sẽ lên 220, chạy êm ru thoải mái. Ok. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem, nhấn like, đã subscribe. Và mình sẽ làm tiếp video phần 2 về con em này. Có thể là vào ngày mai mình sẽ làm video đấy và mình sẽ up lên sớm nhất có thể cho anh em. Tại vì đợt này mình cũng khá là bận, nên là anh em thông cảm nhé. Ok, bye bye.